Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với một thông tin rất quan trọng để chúng ta có thể khởi đầu ngày mới, đó chính là tình hình thời tiết, và xin được kết nối với biên tập viên Diệu Linh. Dạ vâng, xin kính chào các quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Có một thông tin thời tiết đáng chú ý lúc này, đó là sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới ở khu vực Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7. Và do hướng di chuyển của cơn bão này khá là phức tạp, cộng với tốc độ khá chậm liên tục đổi hướng, nên là khả năng là đến ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ sẽ có mưa do ảnh hưởng từ hoàn lưu của cơn bão này. Còn thời tiết của hôm nay Hà Nội như thế nào, quý vị hãy cùng xem nhé. Trạng thái thời tiết chủ đạo của hôm nay sẽ là nắng nhiều và tạnh ráo quý vị ạ. Tuy nhiên hiện tại thì vẫn còn một lớp sương mù nhẹ và nắng vẫn chưa lên mạnh. Và đây là kiểu thời tiết hoàn toàn lý tưởng cho chúng ta đi làm trong ngày hôm nay. Và nhiệt độ hiện tại thì cũng khá là thoải mái và dễ chịu với mức nhiệt chỉ khoảng là 28 độ. Và đến 9 giờ thì nắng mới bắt đầu lên, chúng ta sẽ cảm thấy nóng dần hơn theo cường độ của nắng. Nhiệt độ cao nhất của ngày hôm nay vào khoảng là 34 độ. Cùng thời điểm này, ngày mai do có yếu tố mưa mát nên là chỉ giảm xuống ở mức là 31 độ. Thậm chí là đến chủ nhật thì chỉ giảm xuống ở mức là 27 độ thôi quý vị ạ. Khá là mát mẻ và dễ chịu trong 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên thì thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường như thế này thì một số các quý vị khán giả mắc phải căn bệnh đau nửa đầu thì sẽ khó thích ứng được do các yếu tố thời tiết như là độ ẩm không khí hay là nhiệt độ thay đổi nhanh. Và căn bệnh này thì chúng ta không thể điều trị dứt điểm, chỉ có thể giảm thiểu tối đa bằng các biện pháp sau đây quý vị nhé. Hãy tập thể dục đều đặn mỗi ngày này. Hãy ngủ đủ giấc 7 đến 8 tiếng một ngày và ăn thật nhiều rau xanh, hoa quả tươi cũng như là bổ sung cho chúng ta thật nhiều các loại vitamin nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Sau đây sẽ là một số những thông tin thời tiết đáng chú ý khác. Thị xã Sapa dự báo hôm nay sẽ có nắng nhiều, 25 độ. Còn đối với thành phố Hạ Long, trưa và chiều nay trời nắng khá nóng với mức nhiệt 34 độ. Nắng nhiều và nóng cũng là thời tiết tại thủ đô Hà Nội vào trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất vào khoảng là 34 độ. Đối với thành phố Đà Nẵng thì trong ngày còn có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ không quá 28 độ, từ tối và đêm mưa sẽ giảm nhanh. Tại thành phố Hội An thì dự báo từ sáng đến chiều nay sẽ có lúc có mưa to, 28 độ, từ tối nay thì trời mới dứt mưa. Thành phố Đà Lạt chiều nay sẽ có mưa dông, trời khá lạnh với mức nhiệt 21 độ. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ có mưa dông trong chiều và tối nay, sáng và trưa trời nắng 31 độ. Thành phố Cà Mau có thể có mưa từ sớm từ trưa nay, còn buổi sáng thì nắng yếu và trời mát với mức nhiệt chỉ khoảng là 28 độ.